thần tài bò mộc, bà con giáp mùa ngày kết sắc, sắc trung số độc đắc, mùng 1 tháng 7 dương lịch, đổi đời giàu to. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi khoảng thời gian trôi qua, ai cũng mong muốn cuộc sống của mình sẽ ngày càng tốt đẹp. Nếu không thể giàu có, dư giả, thì ít nhất mỗi ngày đều trải qua cuộc sống bình yên, không chút phiền muộn. Tuy nhiên trong cuộc sống, mỗi người đều phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở để đạt được thành công như bản thân mình mong muốn. Mỗi người đều phải không ngừng nỗ lực, thay đổi bản thân từng ngày, mong cầu mọi thứ được tốt đẹp hơn. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai sinh ra đều đã gặp được may mắn. Có những người phải đối mặt đánh đổi, hy sinh rất nhiều, nhưng vẫn không thể khấm khá lên được, cuộc sống vẫn dậm chân tại chỗ. Tử vi có tiết lộ rằng, từ ngày 1 tháng 7 dương lịch tới đây, có 3 con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, làm gì cũng thuận lợi, vạn sự như ý, giàu có hơn người, tiền tiêu 3 đời không hết. Vậy đó là những con giáp nào, họ sẽ nhận được may mắn gì trong thời điểm này? Mời quý vị hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ ông trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Tý. Xin chúc mừng con giáp may mắn cát lành đầu tiên là tuổi Tý. Từ mùng 1 tháng 7 dương lịch, tài khoản của mệnh chủ sẽ nảy số liên tục, tiền đến không xuể. Tử vi từ ngày 1 tháng 7 dương lịch trở đi, tuổi Tý chính là con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ và vết sạch phí của thần tài, khiến ai cũng phải ghen tị. Với tính cách mạnh mẽ, cá tính và kiên định, nên người tuổi Tý hoàn toàn có bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh. Dù có khó đến mấy, cũng không khiến tuổi Tý ngã quỵ. Vậy nên ngay từ lúc trẻ tuổi, bản mệnh đã gây dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, có của ăn, của để, thoải mái tiêu pha. Càng về hậu vận, tuổi Tý càng vững vàng trên con đường công danh, sự nghiệp, thăng quan tiến chức, nhanh như diều gặp gió. Trong thời gian tới, bản mệnh sẽ được thần tài ưu ái, nâng đỡ hết lòng. Thế nhưng để có được vận may mắn tuyệt vời như trên, thì mệnh chủ tuổi Tý phải làm gì để đón được cát lành về tay? Hãy theo dõi luận giải tử vi chi tiết, sự nghiệp cũng như tài vận của tuổi Tý ngay sau đây. Về phương diện sự nghiệp, tử vi sự nghiệp từ mùng 1 tháng 7 dương lịch trở đi cho thấy rằng mệnh chủ gặp được quý nhân. Đây được coi là mối quan hệ ám hợp, báo hiệu cho việc quý nhân âm thầm đứng trong bóng tối giúp đỡ bản mệnh. Vận khí lục hợp cũng đem lại khả năng lên kế hoạch và quan hệ ngoại giao tốt. Bản mệnh phát huy được khả năng quản lý, đứng đầu trước đội nhóm và đoàn thể. Tuy cá tính có phần hơi hướng nội nhưng lại được mọi người kỳ vọng, yêu mến, quan hệ xã giao thuận lợi, tài lộc đủ đầy, có thể tránh chuyện vay mượn, kiện tụng. Tuy nhiên khoảng thời gian này có chút khó khăn, mẹ chủ ôm mộng học hành, ý chí lớn lao, cuối cùng xối hỏng bằng không, mọi việc luôn cảm thấy bất an, nhiều rắc rối bám theo. Cùng một cơ hội, cùng một nỗ lực, bản mệnh cần phải cẩn trọng, nắm bắt, kẻo lại đổ xuống sông, xuống bể. May mắn trong thời gian này, mẹ chủ được quý nhân phù trợ, quý nhân giúp đỡ, gặp chuyện có người giải nguy, giải nan. Thậm chí, các cát thần còn hỗ trợ khi gặp nguy, hóa cát, phát đạt thiên mệnh, công danh hiển hách, được thưởng, được đề bạt. Về phương diện tài vận, xem tử vi tài vận của tuổi Tý từ ngày 1 tháng 7 dương lịch trở đi, dự báo may mắn. Trong thời gian này, lộc thần tỏa mệnh,
mệnh chủ có khả năng có được tài lộc, cuộc sống sung túc, đủ đầy. Các mệnh chủ trẻ tuổi cũng phải vận động nhiều, chăm chỉ thì mới có được tiền bạc trong tay. Đây là tinh tú đem tới cho mệnh chủ cảm giác vừa có tiền vừa giàu có. Nó cũng khiến con người ta trở nên coi trọng tiền bạc hơn, biết cách chi tiêu. Ngoài ra thời gian này, tuổi Tý cũng thể hiện tinh thần kiên cường, vững chắc, tạo nền móng, có khả năng quản lý doanh nghiệp và đoàn thể. Cá tính có phần hơi hướng nội nhưng lại được mọi người kỳ vọng yêu mến, quan hệ xã giao rộng, tài lộc đủ đầy, có thể tránh chuyện vay mượn, kiện tụng. Nam mệnh thì được người khác giúp đỡ, nữ mệnh cũng vậy. Nhờ duyên tốt đem lại tiền bạc vô quý, hưởng thụ tiền bạc. Cùng tài bệnh được nửa kia giúp đỡ, có một sự thật là chúng ta quá bận tâm, tới được và mất, quá buồn khổ mà lại không biết vui vẻ và bình an, chính là gia đình mình. Đặc biệt để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc được hành thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy Gia Cát quy mệnh chủ tuổi Tý hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Không như vậy, vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Thứ hai, tuổi Dậu. Xin chúc mừng con giáp thứ hai, tuổi Dậu là con giáp đánh đâu thắng đó, tinh tiền viên mãn. Tử vi từ mùng 1 tháng 7 dương lịch trở đi, người tuổi Dậu được thần tài ưu ái khá nhiều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong tay, tiền cứ hết rồi lại có. Khởi đầu suôn sẻ báo hiệu tín hiệu tốt lành đến với tuổi Dậu. Có điều bản mệnh phải kiên trì, nỗ lực nhiều hơn thì mới nắm giữ được cơ may tiền bạc. Cái gì cũng có cái giá của nó, bản mệnh phải chịu khá nhiều áp lực từ chuyện này. Nhưng mệnh chủ làm kinh doanh có thể đón lợi nhuận tăng cao, nên xem xét việc mở rộng quy mô kinh doanh trong thời gian này. Song bản mệnh nên nhớ là quy mô mở rộng nhưng đừng ôm đồm quá nhiều thứ. Bản mệnh chỉ cần tiếp tục tập trung vào thế mạnh của mình thì khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều. Nhìn chung, tài trí và khả năng ứng biến cùng sự quyết đoán của mình giúp cho tuổi Dậu vận trình vượng phát trong đợt cuối năm nay. Vận trình chi tiết của tuổi Dậu về phương diện sự nghiệp. Tử vi từ mùng 1 tháng 7 dương lịch trở đi cho thấy, sự nghiệp của người tuổi Dậu như được vén màn mây mù che phủ mà hành thông thuận lợi, rực rỡ. Mưu sự lớn nhỏ gì cũng gặt hái thành quả tốt đẹp, quý nhân nâng đỡ, bản mệnh phát huy tài năng thiên bẩm và không ngừng nỗ lực, phấn đấu. Đồng thời nhờ tham vọng thăng tiến mạnh mẽ, điều đó khiến cho hiệu suất công việc tăng cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng quan, tiến chức. Tuy nhiên mệnh chủ cũng có thời điểm chịu tác động của ngũ quỷ, đại diện cho thế lực ngầm, che phủ, ý chí, những khó khăn, khách quan, từ thị trường hay tiểu nhân quấy phá. Những người tuổi Dậu vẫn kiên định mục tiêu, tỉnh táo ứng biến, thu về kết quả để sức thuyết phục. Về phương diện tài lộc, mệnh lý của tuổi Dậu vốn đã vượng tài, rất có duyên với kinh doanh, buôn bán, đời sống vật chất nhìn chung khá sung túc, tiền hết lại có, không quá eo hẹp trong chi tiêu. Sang năm 2021 lại được bán hợp quý nhân phù trợ, thêm liêm hổ sóng hổ, vận khí tăng tiến mạnh mẽ, tài vận vị thế cũng được khởi vượng hơn trước rất nhiều. Cả chính tài và thứ tài đều khởi sắc, nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng. Điều đó có nghĩa rằng, dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Theo đó, con đường kiếm tiền làm giàu không còn khó khăn như trước. Trái lại, xuất hiện nhiều cơ hội mới, quan trọng là tuổi Dậu chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Ngoài ra, để mọi việc được phát triển một cách hành thông, thuận lợi, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng có giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ tuổi Dậu tăng may mắn, chiêu tài lộc,
cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, tuổi Tuất. Xin chúc mừng con giáp thứ ba tuổi Tuất, con giáp được thần tài gõ cửa, lộc lá bổ vây, làm gì cũng may mắn. Tử vi từ mùng 1 tháng 7 dương lịch trở đi cho thấy, tuổi Tuất hãy tập trung nhiều vào công việc, những khó khăn và trở ngại khiến bản mệnh mệt mỏi từ đầu năm sẽ dần dần được tháo gỡ. Nửa cuối năm này là lúc mà người tuổi Tuất thu về thành quả xứng đáng, tiền bạc chất đống. Con đường sự nghiệp trên đà phát triển, tiền đồ tươi sáng vô cùng. Về tài chính, thu nhập của tuổi Tuất cũng khá ổn định, có thể dư dôi ra một khoản tiền lớn. Nếu đã lên kế hoạch từ trước, bản mệnh có thể sử dụng số tiền đó để đầu tư, mượn các khí để khởi phát thu về lợi nhuận lớn hơn. Sau đây sẽ là vận trình chi tiết của tuổi Tuất trong thời gian tới. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi từ mùng 1 tháng 7 dương lịch trở đi, công việc của tuổi Tuất có nhiều xáo trộn, nhưng bên cạnh đó cũng là thách thức, là cơ hội cho những cá nhân mạnh mẽ vươn lên. Nhìn đi nhìn lại, bản mệnh sẽ thấy bản thân còn may mắn hơn rất nhiều người khác. Biến kế hoạch tầm nhìn thành thực tế hoàn toàn không phải là một điều không khó khăn trong thời gian này. Một khi bản mệnh là người luôn nỗ lực trong công việc, vậy thì thành quả đạt được chắc chắn sẽ phải tương xứng với những gì mà bản mệnh bỏ ra. Tương lai luôn luôn là một ẩn số, tuy nhiên không phải vì thế mà tuổi Tuất buông bỏ, mặc cho chuyện gì đến thì sẽ đến. Nếu tuổi Tuất chủ động nắm bắt, sẽ rút ngắn giai đoạn, tiết kiệm thời gian hơn cho mình, đỡ lãng phí công sức hơn trước rất nhiều. Ngoài ra, với những ai đang làm trong công việc liên quan tới ngành ẩm thực, đa quý, nếu đủ nhanh nhạy trong việc tập trung kinh doanh online sẽ kiếm được kha khá. Đồng thời lúc này việc buôn bán sẽ kiếm được những khoản lợi nhuận đáng kể mà chính bản thân các bản chủ. Cũng không ngờ tới. Về phương diện tài lộc, trong khi người khác gặp trở ngại và cố gắng xoay sở cũng không biết làm thế nào, thì con giáp tuổi Tuất đủ may mắn tìm ra ánh sáng khi có sự che chở của thần tài. Điều quan trọng là khi nhận ra vấn đề, bản mệnh phải đủ tập trung, quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng thì kết quả tiền bạc cũng rất đáng mơ ước. Thời gian này cũng hỗ trợ cho việc đầu tư của bản mệnh. Tuy với hoàn cảnh hiện tại ai cũng gặp khó khăn trong việc đầu tư, nhưng lại là cơ hội nếu tuổi Tuất đủ kiến thức và sự nhanh nhạy cần thiết. Có thể bản mệnh đã tìm ra được mối đầu tư như ý, hiện tại chưa cần hành động ngay, nhưng trong tương lai hứa hẹn sẽ giúp tuổi Tuất thu lại được cả vốn lẫn lời. Thực tế không ai đoán trước được tương lai sẽ đến, nên dù tham gia đầu tư thì việc đảm bảo sự an toàn cho số vốn của mình vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Do đó thời gian này, dù bản mệnh là người may mắn hơn người khác, cũng đừng chủ quan, chớ vội tin theo những lời ngon ngọt. Đặc biệt, thời điểm này số tiền tiết kiệm của một số cá nhân người tuổi Tuất đã bắt đầu phát huy tác dụng, giúp bản mệnh và gia đình cảm thấy vẫn đủ đảm bảo cuộc sống, cho dù hiện tại có khó khăn tới mức nào đi nữa. Ngoài ra, để có một tâm lý vững vàng, độ óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, thầy gia cát khuyên mệnh chủ tuổi Tuất nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc, sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa được nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường các khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị những con giáp may mắn trong tháng 7 dương lịch. Hy vọng với những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.